Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như diều gặp gió, vượng vận quý nhân, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy tay, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Có duyên biết mệnh, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp thời đổi đời giàu sang, tiền vàng ùn ùn kéo về, ngồi không cũng có tiền, giàu có hết phần thiên hạ, đúng từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025. Xin chào các quý vị khán giả của kênh Minh Đường Tử Vi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thú vị và ý nghĩa. Tử Vi dành cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Đây không chỉ là một cuộc hành trình tìm hiểu về vận mệnh, mà còn là cơ hội để quý vị chiêm nghiệm và phát triển bản thân. Người tuổi Quý Mão với tính cách thông minh, khéo léo và nhạy bén, luôn biết cách đối diện và thích ứng với mọi biến động trong cuộc sống. Thế nhưng, năm 2024 đã không ít lần thử thách lòng kiên trì và sức mạnh nội tâm của quý vị. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, quý vị hãy yên tâm rằng những tháng cuối năm này sẽ mang đến nhiều cơ hội để tỏa sáng và bứt phá. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ lưỡng về sự nghiệp, tài lộc, gia đạo và sức khỏe trong thời gian tới. Mỗi khía cạnh đều là một phần quan trọng trong bức tranh tổng thể về cuộc sống của quý vị. Hãy chuẩn bị tâm thế để đón nhận những thông điệp quý giá giúp quý vị hướng tới một cái Tết viên mãn, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Hãy cùng tôi bước vào hành trình khám phá thú vị này và để những thông tin hôm nay trở thành nguồn cảm hứng cho những lựa chọn trong tương lai của quý vị. Thần tài chỉ điểm, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp thời đổi vận, tiền vàng ùn ùn kéo về, đổi vận giàu có nhất dùng thiên hạ từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025. Tổng quan tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Quý Mão cuộc sống có chút thăng trầm, của cái có lại hết, khi tuổi trẻ thì nghèo, về trung vận và hậu vận thì khá hơn nhiều. Hốc số phú quý học hành thành đạt, thông minh khéo léo, cử chỉ lời nói mềm mỏng, dịu dàng, xử lý không oan, nếu sinh vào giờ tốt. Người này bên ngoài thích ôn hòa bình an nhưng bên trong rất kiên cường và kiên trì theo đuổi mục đích tới cùng. Họ đôi khi táo tợn và hung bạo. Người tuổi Quý Mão thành thạo nhiều nghề nhưng hay bỏ dở dang. Người này có năng khiếu khoa học xã hội và chính trị. Nếu là người thiện thì nam mềm mỏng lịch sự, hòa nhã, có tài, khéo léo được người đời tin tưởng. Nữ thì dịu hiền, đảm đang, có thiện tâm, cảm thông và giúp đỡ vô tư, không vụ lợi. Tuổi Quý Mão nam mệnh có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng. Cuộc sống vào thời kỳ trung vận thì được nhiều điều tốt đẹp, vào thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đầy đủ và an nhàn sung sướng. Nói tóm lại, tuổi Quý Mão sẽ tạo được nhiều điều tốt đẹp và hy vọng thành công trong cuộc sống. Gia đạo của nam giới tuổi Quý Mão có nhiều tốt đẹp, vào thời kỳ trung vận có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc, con đường công danh chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Con đường sự nghiệp gặp nhiều tốt đẹp, cuộc sống về vấn đề tiền bạc có nhiều tốt đẹp. Tuổi Quý Mão nữ mệnh có cuộc đời tốt đẹp, vấn đề về tình duyên, tài lộc, công danh và sự nghiệp đều tốt đẹp và có nhiều cơ hội để phát triển về nghề nghiệp. Thời kỳ tiền vận, trung vận và hậu vận đều có cuộc sống sung sướng, không có cực khổ lo lắng. Phần gia đạo có nhiều điều tốt đẹp. Phần công danh được lên cao nhanh chóng và có nhiều điều tốt đẹp vào thời gian tiền vận và trung vận. Quý Mão sinh năm 1963, mệnh kim bạch kim, vàng trắng, khắc lư trung quả, con nhà bạch đế, phú quý, xương con mèo, tướng tinh con hươu, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Nhìn xem số mạng tuổi này, như vàng tây trắng có ngày giàu sang. Tiền vận vất vả khó con,
Trung vận mạnh khỏe làm ăn hơn người. Trai thì lại có lắm nghề, bụng người ngay thẳng không hề tham lam. Mùa thu sanh đặng thuận mùa, mùa hạ quả khắc phải dời đổi thay. Bụng người cũng có tánh linh, nghi đâu trúng đó thiệt tình chẳng sai. Nếu tu thì phước lại tăng, tuổi già sung sướng lộc tài thiếu chi. Tuổi nhỏ phải chịu gian nan, tuổi già dinh hiển giàu sang hơn người. Cuộc sống tuổi Quý Mão có sự phát triển về cơ nghiệp được mau lẹ. Cuộc sống vào lúc trung vận được nhiều kết quả tốt đẹp, vào hậu vận thì đầy đủ và an nhàn sung sướng. Tóm lại, tuổi Quý Mão tạo được nhiều tốt đẹp và nhiều hy vọng thành công trong cuộc sống. Nếu làm điều gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, làm phước đức thì sẽ gia tăng niên kỷ. Tình duyên, về tình duyên, tuổi Quý Mão chia ra làm 3 trường hợp như sau. Nếu sanh vào những tháng này thì cuộc đời sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là sanh vào những tháng 5, 6 và tháng 9 âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì cuộc đời có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, bạn được hưởng hạnh phúc toàn vẹn, không thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 3 và 4 âm lịch. Gia đạo, công danh, gia đạo nhiều tốt đẹp. Vào trung vận có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc. Công danh chỉ vào mức độ trung bình mà thôi. Sự nghiệp có nhiều tốt đẹp. Cuộc sống về tiền bạc được nhiều hay đẹp. Tiền bạc được dễ dàng. Tuổi hợp cho làm ăn. Tuổi Quý Mão hợp cho làm ăn hay giao dịch về tiền bạc với những tuổi này. Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu, hùng hạp hay giao dịch làm ăn với những tuổi này có phần tốt đẹp về tài lộc. Lựa chọn vợ chồng. Trong việc lựa chọn hôn nhân, bạn nên kết hôn với những tuổi này thì cuộc sống tạo được sự cao sang quyền quý. Đó là kết hôn với các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Tân Sửu. Kết hôn với những tuổi trên đây cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp về tình duyên cũng như tài lộc. Nếu kết hôn với những tuổi này, bạn chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là kết hôn với các tuổi Giáp Thìn, Bính Ngọ, Canh Tuất, Nhâm Dần. Những tuổi này chỉ hợp vào đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu kết hôn với những tuổi này, bạn sẽ bị thất bại và phải gặp một cuộc sống khó khăn nghèo khổ. Đó là kết duyên với các tuổi Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Dần. Vì những tuổi này không hợp về đường tình duyên và cũng không hợp về đường tài lộc, nên cuộc sống trở nên nghèo khổ, buồn chán. Những năm này bạn không nên cưới vợ, vì cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng giữa cuộc đời. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 20, 24, 26, 32, 34 và 46 tuổi. Sanh vào những tháng này cuộc đời bạn có nhiều vợ. Đó là sanh vào những tháng 1, 5, 6, 9 và 10 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, những tuổi này không nên kết hôn và cũng không nên hợp tác làm ăn. Vì hợp tác làm ăn hay kết hôn sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Đó là những tuổi Nhâm Tý và Canh Tý. Nếu tình duyên mà gặp tuổi đại kỵ, không nên làm đám cưới, rất kỵ mâm trầu, chỉ có thể kết duyên âm thầm. Người con gái không nên quá đòi hỏi, trái lại phải tự mình đi đến nhà chồng mà ăn ở, không có đón rước linh đình. Nếu về làm ăn, hùng hạp, gặp tuổi đại kỵ có nói ở trên thì phải cúng sao hạn cho đúng ngày tháng và hoa quả đầy đủ, xem phương hướng cho chính xác mà gian giái. Nếu gặp tuổi đại kỵ con cái gia tộc thì nên ăn ở hiền lành, cầu trời khẩn Phật. Nếu tin Chúa thì cầu nguyện, bạn sẽ được giải trừ. Những năm khó khăn nhất, tuổi Quý Mão qua những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn vào số tuổi 25, 27, 29 và 33 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng bệnh tật hay tai nạn. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Quý Mão xuất hành vào giờ lẻ, tháng lẻ và ngày lẻ thì hợp nhất và có nhiều hay đẹp nhất. Năm 2024 đã mở ra với những thử thách không nhỏ dành cho những người mang mệnh Quý Mão 1963. Dường như mọi thứ đang ập đến với quý vị. Từ áp lực công việc đến những lo toan trong cuộc sống hàng ngày, công việc không chỉ đơn thuần là một nguồn thu nhập, nó còn trở thành một bài kiểm tra cho sự kiên nhẫn và quyết tâm của quý vị. Áp lực công việc ngày càng tăng cao, đôi khi khiến quý vị cảm thấy mình như đang đứng trước một bức tường không thể vượt qua. Những dự án quan trọng, những cuộc họp căng thẳng hay thậm chí là những mối quan hệ đồng nghiệp không như ý đều khiến cho tâm trạng quý vị thêm phần nặng nề. Bên cạnh đó, tình hình tài chính cũng không mấy khả quan. Quý vị có thể sẽ phải đối mặt với những chi phí bất ngờ, khiến cho việc quản lý ngân sách trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đôi khi,
Điều này làm cho quý vị cảm thấy bối rối và lo lắng, nhưng cũng chính những thử thách này sẽ là cơ hội để quý vị học hỏi và trưởng thành. Sự khéo léo trong quản lý tài chính, khả năng tìm kiếm cơ hội mới sẽ giúp quý vị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sức khỏe cũng là một vấn đề đáng lưu tâm trong năm nay, khi công việc và cuộc sống gia đình đang xen. Quý vị có thể sẽ dễ dàng bỏ quên bản thân, những triệu chứng mệt mỏi, căng thẳng có thể trở thành những người bạn đồng hành không mong muốn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, sức khỏe là nền tảng quan trọng cho mọi thành công, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân. Tìm kiếm những hoạt động thể thao, giải trí để giải tỏa áp lực. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp quý vị có đủ sức lực để vượt qua mọi thử thách. Từ nay đến cuối năm, vận mệnh của quý vị sẽ có những bước chuyển mình tích cực. Những nỗ lực và kiên trì của quý vị cuối cùng sẽ được đền đáp. Công việc sẽ dần đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Có thể quý vị sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến hoặc một dự án mới hứa hẹn, mở ra cánh cửa cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Điều này không chỉ mang lại cho quý vị sự thỏa mãn trong công việc, mà còn tạo ra những nguồn thu nhập ổn định hơn. Về tài chính, những tín hiệu khởi sắc sẽ bắt đầu xuất hiện. Quý vị có thể nhận được những khoản thu bất ngờ hoặc tìm ra những cách đầu tư thông minh để cải thiện tình hình tài chính của mình. Điều này sẽ giúp quý vị cảm thấy an tâm hơn về tương lai và từ đó có thể tạo dựng những kế hoạch lớn hơn cho cuộc sống của mình. Đặc biệt, không khí gia đình sẽ trở nên ấm áp và hòa thuận hơn. Đây chính là thời điểm quý vị có thể kết nối lại với những người thân yêu, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho những bữa cơm sum họp, những cuộc trò chuyện thân mật để củng cố mối quan hệ gia đình. Một gia đình hạnh phúc là nguồn động lực lớn lao, giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn. Cuối cùng, hãy tận dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị cho một cái Tết đầy đủ và hạnh phúc. Đây không chỉ là thời điểm để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để quý vị nhìn lại những gì đã qua, để từ đó rút ra bài học và lên kế hoạch cho những mục tiêu mới trong năm tới. Hãy để những điều tốt đẹp chờ đón quý vị ở phía trước. Với lòng tin và sự kiên trì, quý vị sẽ thấy rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024, khi bước vào những tháng cuối cùng của năm 2024, sự nghiệp của những người tuổi Quý Mão sẽ chứng kiến nhiều bước phát triển tích cực đáng ghi nhận. Đây không chỉ là thời điểm để quý vị nghỉ ngơi sau những nỗ lực đã qua, mà còn là cơ hội vàng để tỏa sáng và khẳng định vị thế của mình trong môi trường làm việc. Trong giai đoạn này, quý vị sẽ gặp phải nhiều cơ hội để thể hiện năng lực và sự sáng tạo của bản thân. Những dự án mới có thể sẽ xuất hiện, cho phép quý vị áp dụng những kỹ năng và kinh nghiệm đã tích lũy được. Đừng ngần ngại chấp nhận những thách thức, vì chính những thử thách này sẽ giúp quý vị phát triển hơn nữa. Sự tự tin và sự cầu tiến sẽ là những yếu tố then chốt giúp quý vị vươn lên trong sự nghiệp. Ngoài ra, quý vị cũng có thể được công nhận và khen thưởng cho những đóng góp của mình. Sự công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên sẽ không chỉ mang lại niềm vui, mà còn tạo động lực lớn lao để quý vị tiếp tục cố gắng. Có thể có những cơ hội thăng tiến trong công việc hoặc quý vị sẽ nhận được những dự án quan trọng, tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp của mình. Mặt khác, đây cũng là thời điểm quý vị nên xây dựng và củng cố mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác. Hãy chủ động tham gia vào các hoạt động nhóm, các buổi họp mặt hoặc sự kiện trong công ty. Những kết nối này không chỉ mang lại cho quý vị thông tin hữu ích, mà còn có thể mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai. Sự hợp tác và tinh thần đồng đội sẽ là chìa khóa giúp quý vị vượt qua mọi trở ngại và đạt được thành công trong công việc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, trong bối cảnh phát triển, quý vị có thể sẽ phải đối mặt với một số áp lực từ công việc. Đôi khi, khối lượng công việc có thể trở nên lớn hơn hoặc những yêu cầu từ cấp trên có thể gia tăng. Điều này đòi hỏi quý vị phải có một kế hoạch làm việc rõ ràng và kỹ năng quản lý thời gian tốt hơn. Hãy biết sắp xếp công việc một cách hợp lý, ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng và không ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, sự nghiệp không chỉ là thành công cá nhân, mà còn là về việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ lẫn nhau. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan và tích cực, và quý vị sẽ thấy rằng những nỗ lực của mình sẽ mang lại trái ngọt trong sự nghiệp vào cuối năm 2024. Phương diện tài lộc. Vào cuối năm 2024, tài vận của quý vị sẽ có sự cải thiện rõ rệt, mang đến cho quý vị cảm giác an tâm và hạnh phúc. Những nỗ lực và đầu tư của quý vị trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng sẽ được đền đáp. Những dự án mà quý vị đã ấp ủ, từng kỳ vọng sẽ mang lại thành công,
giờ đây sẽ bắt đầu cho thấy dấu hiệu khả quan. Đặc biệt, nếu quý vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư, đây chính là thời điểm vàng để thu về những kết quả tốt đẹp. Trong giai đoạn này, quý vị có thể nhận thấy rằng sự nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội đã được đền đáp. Những quyết định thông minh trước đây dù là nhỏ hay lớn sẽ dần phát huy tác dụng. Hãy tận dụng những cơ hội này để gia tăng tài sản và mở rộng quy mô công việc. Những khoản đầu tư mà quý vị đã thực hiện trong quá khứ sẽ bắt đầu sinh lời và những dự án hợp tác sẽ mang lại lợi ích vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, khi tài vận đang có chiều hướng khởi sắc, quý vị cũng nên cẩn trọng và khôn ngoan trong việc quản lý tài chính. Hãy luôn cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư mới và tuyệt đối không nên mạo hiểm với những lựa chọn không rõ ràng. Mặc dù cơ hội đang đến gần, việc thận trọng vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài sản của mình. Hãy phân tích kỹ lưỡng trước khi đặt bút ký vào bất kỳ hợp đồng nào và luôn giữ một tâm lý bình tĩnh trong mọi quyết định tài chính. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tốt để quý vị xem xét lại cách thức chi tiêu và lập kế hoạch ngân sách cho tương lai. Sự cải thiện về tài chính có thể mang đến cám dỗ tiêu dùng, nhưng hãy nhớ rằng việc tiết kiệm và đầu tư thông minh là chìa khóa để duy trì sự ổn định lâu dài. Hãy đặt ra những mục tiêu tài chính rõ ràng và theo dõi tiến trình của mình để đảm bảo rằng quý vị đang đi đúng hướng. Cuối cùng, trong bối cảnh tài lộc đang phát triển, đừng quên chia sẻ những thành công này với những người xung quanh. Hãy tạo ra một môi trường hỗ trợ, nơi mà quý vị có thể học hỏi từ nhau và cùng nhau phát triển. Những mối quan hệ tốt đẹp và sự kết nối với những người có cùng chí hướng sẽ không chỉ giúp quý vị nâng cao kiến thức mà còn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Phương diện sức khỏe. Trong giai đoạn này, sức khỏe của quý vị cần được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa và xương khớp sẽ cần sự chú ý đặc biệt. Áp lực từ công việc và những căng thẳng trong cuộc sống có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng sức khỏe của quý vị. Vì vậy, hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân một cách chu đáo hơn. Để duy trì sức khỏe tốt nhất trong những tháng cuối năm, một chế độ ăn uống lành mạnh là vô cùng quan trọng. Hãy bổ sung những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất vào bữa ăn hàng ngày. Những loại thực phẩm như rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt không chỉ cung cấp năng lượng cần thiết mà còn giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Nhớ rằng, một cơ thể khỏe mạnh sẽ là nền tảng cho một tinh thần lạc quan và tràn đầy năng lượng. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, quý vị cũng nên tìm cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Đừng để công việc cuốn trôi thời gian quý báu mà bạn dành cho bản thân. Hãy tham gia vào các hoạt động thể chất như thể thao, yoga hay các bài tập thể dục nhẹ nhàng. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe xương khớp mà còn mang lại cho quý vị cảm giác thoải mái, thư giãn và tinh thần phấn chấn. Ngoài ra, đừng quên thăm khám sức khỏe định kỳ. Việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên sẽ giúp quý vị kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề sức khỏe trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. Hãy xem sức khỏe không chỉ là sự thiếu bệnh tật mà còn là cảm giác khỏe khoắn. Rồi vào sức sống, hãy yêu thương và chăm sóc bản thân thật tốt để chuẩn bị cho một hành trình mới tràn đầy năng lượng và niềm vui trong những tháng tới. Phương diện tình cảm gia đạo. Gia đình của tuổi Quý Mão sẽ trở nên yên ấm và hòa thuận hơn trong những tháng cuối năm này. Các thành viên trong gia đình sẽ thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một không khí ấm cúng và vui vẻ. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị củng cố mối quan hệ gia đình, vì những giá trị tinh thần sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Hãy tận dụng những dịp lễ hội vào cuối tuần để cùng nhau tổ chức các bữa tiệc gia đình, hoặc đơn giản là ngồi lại trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Những khoảnh khắc này không chỉ giúp quý vị gắn kết với nhau hơn mà còn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cho cả gia đình. Một cái Tết sắp đến sẽ mang lại cơ hội để tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau đón chào một năm mới với những hy vọng và ước mơ mới. Ngoài ra, nếu có bất kỳ mâu thuẫn hay hiểu lầm nào trước đây, quý vị cũng nên chủ động giải quyết để tạo ra một không khí hòa bình và thấu hiểu trong gia đình. Sự cảm thông và chia sẻ sẽ giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, gia đình chính là nguồn động lực lớn lao giúp quý vị vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Những mối quan hệ bền chặt và sự hỗ trợ từ những người thân yêu sẽ là nền tảng vững chắc cho hành trình phía trước của quý vị. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch, Ất Hợi.
Tháng 10 âm lịch này sẽ mang lại vận may về tài chính cho quý vị, tạo ra một làn gió mới trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Đây không chỉ là thời điểm để ăn mừng những thành công trước đó, mà còn là cơ hội tuyệt vời để quý vị thu về những khoản lợi nhuận đáng kể từ các dự án mà mình đã dày công xây dựng. Những quyết định thông minh trước đây sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại cho quý vị sự hài lòng và động lực để tiến xa hơn. Tháng này là thời gian lý tưởng để quý vị mở rộng quy mô kinh doanh. Các kế hoạch mở rộng, nếu được thực hiện một cách khôn ngoan sẽ hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn trong tương lai. Hãy mạnh dạn nghiên cứu thị trường, tìm kiếm những lĩnh vực tiềm năng và hợp tác với những đối tác đáng tin cậy. Những mối quan hệ kinh doanh mới có thể sẽ mở ra những cơ hội lớn, giúp quý vị gia tăng doanh thu và xây dựng thương hiệu vững mạnh hơn. Tuy nhiên, với sự gia tăng tài chính cũng đi kèm với trách nhiệm lớn lao, quý vị cần chú ý quản lý tài chính một cách cẩn trọng và hợp lý. Đừng để sự hưng phấn về lợi nhuận khiến quý vị mất cảnh giác. Hãy lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, phân bổ ngân sách cho các dự án mới một cách hợp lý và luôn có quỹ dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ. Việc theo dõi và đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư sẽ giúp quý vị đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong tương lai. Ngoài ra, tháng này cũng là thời điểm thích hợp để quý vị xem xét lại các khoản đầu tư trước đó. Hãy phân tích xem đâu là khoản đầu tư có tiềm năng tăng trưởng, đâu là khoản cần cắt giảm. Việc này không chỉ giúp quý vị tối ưu hóa lợi nhuận mà còn giúp duy trì sự ổn định tài chính trong dài hạn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự giàu có không chỉ đến từ tài chính mà còn từ những giá trị tinh thần và mối quan hệ xung quanh. Hãy chia sẻ những thành công tài chính với gia đình và bạn bè, tạo ra một môi trường tích cực và hỗ trợ lẫn nhau. Điều này sẽ giúp quý vị cảm thấy trọn vẹn hơn và tăng cường mối quan hệ với những người thân yêu. Tử vi tháng 11 âm lịch, Bính Tý. Trong tháng 11 âm lịch này, quý vị sẽ cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của quý nhân phù trợ. Đây là thời điểm mà vận may sẽ mỉm cười với quý vị, giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn bao giờ hết. Những dự định và kế hoạch mà quý vị đã ấp ủ trong suốt thời gian qua sẽ bắt đầu có những dấu hiệu khả quan, mang lại cho quý vị cảm giác phấn chấn và động lực để tiếp tục phấn đấu. Với sự hỗ trợ từ những người xung quanh, quý vị sẽ nhận thấy rằng mọi kế hoạch sẽ được thực hiện suôn sẻ hơn, những rào cản trước đây dường như biến mất, tạo điều kiện cho quý vị phát huy tối đa năng lực và sáng tạo. Hãy tận dụng những cơ hội này để thúc đẩy sự nghiệp của mình. Sự hợp tác với đồng nghiệp và sự giúp đỡ từ cấp trên sẽ mang lại kết quả tích cực, không chỉ cho sự nghiệp mà còn cho tài lộc của quý vị. Trong tháng này, quý vị cũng nên chủ động xây dựng và củng cố các mối quan hệ trong công việc. Sự thân thiện và cởi mở sẽ giúp quý vị thu hút được nhiều người bạn đồng hành, những người có thể trở thành quý nhân trong tương lai. Hãy mạnh dạn chia sẻ ý tưởng và tìm kiếm sự tư vấn từ những người có kinh nghiệm. Những lời khuyên từ họ có thể giúp quý vị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp hơn, từ đó đạt được những kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm tốt để quý vị xem xét lại những chiến lược tài chính hiện tại. Nếu có cơ hội đầu tư mới, hãy thận trọng đánh giá trước khi quyết định. Quý vị cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng những bước đi tiếp theo sẽ không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn giúp duy trì sự ổn định tài chính trong dài hạn. Cuối cùng, đừng quên dành thời gian chăm sóc bản thân trong tháng này. Một tinh thần tỉnh táo và sức khỏe tốt sẽ giúp quý vị tiếp tục tỏa sáng và vượt qua mọi thử thách. Hãy tham gia các hoạt động thư giãn, thể thao để nạp lại năng lượng, từ đó có thể đón nhận những thành công sắp tới với tâm thế tốt nhất. Tử vi tháng 12 âm lịch, Đinh Sửu. Tháng cuối cùng của năm âm lịch sẽ mang lại niềm vui trọn vẹn cho tuổi Quý Mão. Đây là thời điểm mà quý vị sẽ được tận hưởng những thành quả từ những nỗ lực và cống hiến trong suốt một năm qua. Mọi khó khăn, thử thách dường như sẽ được xua tan, nhường chỗ cho sự ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Gia đình quý vị sẽ trở nên hòa thuận và gắn bó hơn bao giờ hết. Các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa, tạo nên bầu không khí ấm cúng và hạnh phúc. Những bữa tiệc sum vầy, những câu chuyện hài hước và những kỷ niệm đáng nhớ sẽ là những món quà quý giá trong thời điểm này. Đây là cơ hội tuyệt vời để quý vị kết nối lại với những người thân yêu, thể hiện tình cảm và sự trân trọng dành cho nhau. Về phương diện tài lộc, tháng này hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị một dòng tài chính dồi dào. Những khoản thu nhập từ các dự án đầu tư hoặc kinh doanh sẽ chảy về một cách ổn định, mang lại cảm giác an tâm và vui vẻ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý vị xem xét các kế hoạch tài chính cho năm tới. Lên kế hoạch đầu tư và chi tiêu một cách khôn ngoan,
Sự tự tin trong quản lý tài chính sẽ giúp quý vị chuẩn bị tốt hơn cho những mục tiêu trong tương lai. Đặc biệt, quý vị sẽ có cơ hội đón một cái Tết sung túc, đầy đủ. Những truyền thống tốt đẹp trong dịp Tết sẽ được gìn giữ và không khí hân hoan, vui tươi sẽ bao trùm không gian. Hãy chuẩn bị cho những món ăn đặc trưng, những lễ vật ý nghĩa và những hoạt động vui chơi để cùng nhau chào đón năm mới trong sự trọn vẹn và hạnh phúc. Tuy nhiên, bên cạnh việc tận hưởng những niềm vui, quý vị cũng nên dành thời gian để suy ngẫm về những bài học trong năm qua. Hãy ghi nhớ những khó khăn đã trải qua và những thành công đã đạt được, từ đó rút ra những kinh nghiệm quý báu để sẵn sàng bước vào năm mới với những dự định và mục tiêu mới. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, niềm vui và hạnh phúc không chỉ đến từ tài chính hay thành tựu cá nhân, mà còn từ những mối quan hệ và tình cảm giữa con người với nhau. Hãy trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè, để mỗi giây phút đều trở nên quý giá và đáng nhớ. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Để hóa giải những vận hạn còn lại trong năm 2024, quý vị cần chú trọng đến phong thủy nhà cửa và thực hiện những nghi lễ cúng tổ tiên vào các ngày lễ quan trọng. Phong thủy đóng vai trò rất lớn trong việc thu hút năng lượng tích cực và xua đuổi vận xui. Hãy dành thời gian để sắp xếp lại không gian sống của mình, đảm bảo rằng mọi thứ được bố trí hài hòa, gọn gàng và sạch sẽ. Những yếu tố như ánh sáng tự nhiên, không khí trong lành và cây xanh sẽ giúp tạo ra một môi trường sống tích cực và mang lại cảm giác an yên. Việc thực hiện lễ cúng tổ tiên không chỉ là hành động tôn vinh, tri ân những người đã khuất mà còn mang lại sự bình an cho gia đình. Hãy chuẩn bị chu đáo lễ vật, tấm lòng thành kính trong mỗi nghi lễ sẽ giúp cầu nguyện cho gia đình được bình an, hạnh phúc và thoát khỏi những điều không may. Đừng quên dành thời gian cầu nguyện và tỏ lòng biết ơn, đây là một phần quan trọng trong việc kết nối với nguồn năng lượng tích cực. Ngoài ra, làm từ thiện và giúp đỡ người khác cũng sẽ mang lại phước lành cho quý vị. Những hành động nhỏ như giúp đỡ người khó khăn, tham gia vào các hoạt động cộng đồng hoặc quyên góp cho các tổ chức từ thiện sẽ không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của người khác mà còn giúp quý vị tạo ra một vòng tròn năng lượng tích cực, từ đó tránh được những khó khăn không mong muốn. Điều này không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân mà còn tạo ra những kết nối ý nghĩa với xã hội. Bên cạnh đó, trong thời điểm cuối năm, quý vị cần tránh các quyết định tài chính vội vàng. Việc đưa ra quyết định một cách cẩu thả có thể dẫn đến những rủi ro không đáng có. Hãy dành thời gian nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư hoặc chi tiêu. Sự bình tĩnh và khôn ngoan trong các quyết định tài chính sẽ giúp quý vị đảm bảo sự ổn định và tránh xa những điều không may. Cuối cùng, hãy giữ tâm hồn thanh tịnh để có thể đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thiền, tập thể dục hoặc đơn giản chỉ là những giây phút tĩnh lặng bên gia đình sẽ giúp quý vị tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Một tâm hồn an lạc sẽ là nền tảng vững chắc giúp quý vị đối diện với mọi thử thách và tận hưởng những niềm vui mà cuộc sống mang lại. Phật dạy rằng, nhường nhịn là biểu hiện của sự trưởng thành và trí tuệ. Trong cuộc sống, sự nhường nhịn không chỉ đơn thuần là hành động từ bỏ cái tôi cá nhân, mà còn là một nghệ thuật sống đầy sâu sắc, giúp chúng ta tránh xa những xung đột không cần thiết. Khi biết nhường nhịn, quý vị không chỉ bảo vệ được hòa khí trong mối quan hệ mà còn tạo ra một môi trường hòa thuận, ấm áp và yêu thương giữa mọi người. Đối với tuổi Quý Mão, việc thực hành sự nhường nhịn trong công việc và gia đình là điều hết sức cần thiết để đạt được sự bình an và thành công bền vững. Phật dạy rằng, nhường nhịn không có nghĩa là yếu đuối hay thua kém, mà thực tế, đó là một biểu hiện của sức mạnh nội tâm, giúp con người giữ vững sự bình tĩnh và trí tuệ trước mọi tình huống. Trong những thời điểm khó khăn, khi mà cảm xúc có thể lấn át lý trí, việc biết nhường nhịn chính là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình và hạnh phúc. Trong những tháng cuối năm, quý vị có thể gặp phải một số xung đột nhỏ trong công việc hoặc gia đình. Những bất đồng này thường xuất phát từ những hiểu lầm nhỏ nhặt, nhưng nếu không được giải quyết kịp thời, chúng có thể trở thành vấn đề lớn hơn. Hãy nhớ rằng, sự nhường nhịn không chỉ giúp quý vị tránh được căng thẳng, mà còn là cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với mọi người. Một nụ cười, một câu nói dịu dàng hay đơn giản chỉ là một chút kiên nhẫn, có thể làm dịu đi những sóng gió trong tâm hồn và tạo dựng lại hòa khí. Khi quý vị biết nhường nhịn, mọi khó khăn sẽ tự nhiên tan biến và thành công sẽ đến một cách nhẹ nhàng hơn. Hãy tập trung vào việc xây dựng những mối quan hệ chân thành, vì chính những mối quan hệ này sẽ là nguồn động viên lớn nhất cho quý vị trong cuộc sống. Khi nhìn nhận mọi tình huống với lòng từ bi và sự nhường nhịn, quý vị sẽ cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn, đồng thời nhận thấy rằng
Thành công không chỉ được đo bằng thành tích mà còn bằng sự gắn kết và tình thương trong cộng đồng. Cuối cùng, hãy để lời Phật dạy này trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của quý vị. Nhớ rằng, sự nhường nhịn không phải là hành động của kẻ yếu, mà là biểu hiện của một tâm hồn cao thượng. Trưởng thành bằng cách sống và thực hành sự nhường nhịn, quý vị không chỉ là cho bản thân trở nên vĩ đại hơn, mà còn góp phần tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 từ nay tới Tết 2025 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều tích cực và đáng mong đợi. Quý vị sẽ nhận thấy sự nghiệp và tài lộc dần khởi sắc, gia đạo hòa thuận, ấm áp và sức khỏe ổn định. Những thành tựu này không chỉ là kết quả của những nỗ lực cá nhân mà còn là minh chứng cho việc sống tích cực, biết nhường nhịn và yêu thương nhau. Trong hành trình cuộc sống, hãy luôn giữ cho tâm hồn thanh tịnh và kiên định với những giá trị tốt đẹp. Khi quý vị thực hành lòng từ bi và sự nhường nhịn, mọi khó khăn sẽ trở nên dễ dàng vượt qua và những niềm vui sẽ luôn có mặt bên cạnh bạn. Hãy để những lời dạy của Đức Phật hướng dẫn quý vị trong mỗi bước đi, giúp quý vị có được cuộc sống bình an, hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa. Nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích và muốn theo dõi thêm những thông tin bổ ích về tử vi và phong thủy, đừng quên like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi. Hãy cùng chúng tôi khám phá những dự đoán thú vị và sâu sắc trong các video tiếp theo. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và luôn tràn ngập hạnh phúc bên gia đình. Hãy nhớ rằng, mỗi ngày đều là một cơ hội để tạo ra những kỷ niệm đẹp và phát triển bản thân. Hãy sống trọn vẹn và yêu thương hết mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.